Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hiện tại đang là 11 rưỡi đêm. Bây giờ mình đang đi ra nhà ga để đi đến một thành phố khác, để có một trải nghiệm ở một thành phố mới. Thành phố này thì cách đây khá là xa nên là bắt buộc phải đi tàu. Và tàu sẽ khởi hành từ 00:40 và sẽ đến lúc gần 10 giờ sáng. Có nghĩa là đi mất đâu đó tầm 9-10 tiếng đồng hồ ngủ ở trên tàu. Thế nên mình đã quyết định đi đêm, có thể là có một giấc ngủ, và khi mà vừa đến thành phố đó thì sẽ có nhiều thời gian hơn để mà khám phá thành phố. Và thành phố chúng ta chuẩn bị khám phá đó là thành phố Voronezh. Trong chuyến đi du lịch này, mình sẽ cho các bạn thấy những thứ đẹp nhất của thành phố này: thành phố của sinh viên, vùng đất đen của Nga, tàu chiến đầu tiên của nước Nga, nhà thờ thành phố, trò chuyện cùng với người bản địa, nhà thờ, tu viện ở bên trong núi đá vôi. Tất cả trải nghiệm tuyệt vời sẽ có trong video này. Voronezh là một thành phố miền trung của nước Nga, cách Moscow hơn 500 km. Có thể đi tàu từ ga tàu Kazansky. Chuyến đi thẳng đến Voronezh thường vào ban ngày nên mình đã đi chuyến đến Sevastopol để dừng lại ở Voronezh. Những ga tàu trung tâm lúc nào cũng bận rộn cả đêm lẫn ngày. Họ có thể ăn ngủ ở ga tàu để đợi tàu của mình. Những chuyến tàu đêm thường là giường nằm, mọi người có thể nghỉ ngơi ngay trên tàu và sẽ bắt đầu một ngày mới không mệt mỏi. Và khi thức dậy, họ đã có mặt ở một thành phố mới rồi. Mọi người sẽ làm gì khi đi trong thời gian dài ngồi trên tàu như thế? Ngủ, ăn. Còn mình thì thích đọc sách mang theo và ngắm nhìn những khu rừng đầy màu sắc vào mùa thu. Voronezh được mệnh danh là thủ phủ của vùng đất đen. Đất đai ở đây rất màu mỡ. Đây là một trong những nơi có mật độ cây xanh lớn nhất nước Nga. Với dân số 1 triệu người, Voronezh xếp ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng dân cư của Liên bang Nga. Với thời tiết thuận lợi, mùa đông ấm hơn và mùa hè nóng hơn Moscow, ở trong thành phố này hiện tại có đến 39 cơ sở đào tạo đại học với hơn 130.000 sinh viên. Có thể nói Voronezh là thành phố của sinh viên, và sinh viên Việt Nam mình ở thành phố này cũng rất đông. Thành phố này là trung tâm điều hành của tuyến đường sắt Đông Nam, kết nối phần châu Âu của Nga với Ural, Siberia, Kavkaz và Ukraine. Chưa rõ chính xác về năm thành lập thành phố, những ghi chép lại từ ngày xưa nêu ra rằng thành phố được thành lập năm 1585. Tuy nhiên cũng có thông tin rằng chỉ sau khi pháo đài của thành phố được xây dựng trong năm 1586 thì thành phố mới chính thức được thành lập. Thành phố này có rất nhiều điểm tham quan thú vị. Có rất nhiều tác phẩm văn học, phim hoạt hình được thực hiện tại thành phố này. Chiếc thuyền chiến đầu tiên của đế quốc Nga cũng được đóng tại đây. Sông Voronezh rất rộng. Chỉ cách đó 15 km là sông Đông, một dòng sông nổi tiếng mà chắc hẳn chúng ta ai cũng đã nghe qua. Những điểm vui chơi giải trí ở thành phố Voronezh rải rác ở hai bên bờ sông Voronezh, nên là cái việc đi lại để mà tham quan hết các địa điểm thì nó khá là khó khăn, nên chắc là mình sẽ ở lại đây 2 ngày để có thể khám phá hết thành phố được. Voronezh lớn cũng không phải lớn lắm mà bé cũng không bé, như một thành phố đang phát triển vậy. Phương tiện giao thông chủ yếu của thành phố là xe buýt, không có tàu điện ngầm. Bức tượng Lenin rất lớn được đặt trước quảng trường của tòa nhà chính phủ. Nhà hát opera, thư viện thành phố, nhà thờ nằm sát nhau, mật độ cây xanh phủ rộng khắp thành phố. Có nhiều công viên, vào mùa thu thì cả thành phố tràn ngập trong màu sắc. Rất nhiều người chọn đi bộ thay vì phương tiện công cộng để ngắm nhìn thành phố. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc là vùng đất đen là gì đúng không? Tại sao gọi thành phố này là vùng đất đen đúng không? Từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17, vùng đất đen là vùng đất dành cho nông dân và các địa chủ. Đối nghịch với vùng đất đen đó là vùng đất trắng dành cho quý tộc. Vùng đất đen thuộc quyền sở hữu của các địa chủ, lãnh chúa, phong kiến. Họ bị đánh thuế cao và thường xuyên phải cống nộp
sản vật quý cho nhà nước, còn vùng đất trắng là vùng đất của quý tộc và họ không cần phải đóng thuế. Nằm lên lỏi trong thành phố hiện đại thì đâu đó vẫn có những nhà thờ, nhà ở cổ. Trung tâm thành phố nằm trên vùng đất cao so với bờ sông. Với đường dốc thế này thì mình nghĩ rằng vào mùa đông thì tuyết trơn trượt đi lại rất là nguy hiểm. Giá nhà càng ở gần bờ sông thì sẽ càng đắt. Một mảnh đất có giá 15 đến 20 triệu rúp là tầm 5 đến 7 tỷ Việt Nam đồng. Còn chung cư, một căn hộ 2 phòng có giá 4 tỷ Việt Nam đồng vẫn rẻ hơn nếu so sánh với Moscow. Trời ơi, ống nhòm nhìn thành phố còn mất tiền 10 rúp một phút. Thả tiền vào đây này. Quay. Wow. Ở bờ bên kia có nhà máy này. Rất là đẹp, thành phố này phủ nguyên cây xanh. Các dãy nhà ở cạnh bờ sông rất là nhiều. Và địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố Voronezh đó là quảng trường kỷ niệm 300 năm ngày thành lập thành phố ở ngay bên bờ sông Voronezh thôi. Đây, quảng trường này rất là rộng. Như kia là cái đài tưởng niệm kỷ niệm 300 năm ngày thành lập thành phố này. Quảng trường rất rộng và bên kia có một con thuyền rất đẹp đúng không? Mọi người có nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ đi ra con thuyền đó. Kia là bức tượng kỷ niệm 300 năm ngày thành lập thành phố này. Đó, đây là con thuyền chúng ta đang đến. Và trước khi đến thì có một dãy các khẩu pháo. 22 khẩu pháo thì phải, theo mình đọc. Bảo vệ Voronezh từ năm 1700 này. Đó, 1700 Voronezh. Những khẩu pháo này là những khẩu pháo thật á. Đây, nòng pháo. Ở bên trong người ta đút rác các thứ đầy vào luôn. Đây cũng là 1700. Chắc là dãy này toàn là 1700 hết. Bảo vệ thành phố. Sông Voronezh rất là rộng luôn. Và đất đai ở đây cực kỳ màu mỡ. Các bạn đã bao giờ nghe thấy con sông Đông chưa? Đó cũng là một con sông rất nổi tiếng của nước Nga. Thì con sông Voronezh này chảy thẳng theo hướng kia 15 km thì sẽ đến được sông Đông, một con sông rất nổi tiếng của nước Nga. Điểm thu hút của thành phố, con tàu chiến đầu tiên của nước Nga nằm ngay tại bên con sông Voronezh. Con tàu hoàn toàn được thiết kế và đóng bởi người Nga, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào của người bên ngoài, nên nó đã là một cột mốc lịch sử cho đế chế Nga hùng mạnh. Cũng chính tại thành phố này, tại con sông này thì vào ngày 27 tháng 4 năm 1700 thì vua Peter Đại Đế đã cho hạ thủy con tàu đầu tiên của nước Nga với 58 khẩu pháo. Con tàu này thì không phải là phiên bản thật. Từ năm 1700 nó là phiên bản đã được phục dựng lại gần như là hoàn chỉnh giống hệt với nguyên mẫu ban đầu chiến hạm năm 1700. Từ đó thì hệ thống tàu chiến của Liên bang Nga mới phát triển. Và lý do là tại sao Peter Đại Đế lại chọn Voronezh thì rất đơn giản thôi. Thành phố này có con sông lớn này, có nhiều gỗ này, có địa chủ này. Họ phải cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho hạm đội của Peter Đại Đế. Và từ đây ra đến dòng sông Đông lại rất gần, rất thuận tiện cho việc đi lại. Hôm nay là thứ hai và triển lãm lại không làm việc. Họ chỉ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật thôi, nên là hôm nay chúng ta không thể vào trong để xem bên trong con tàu được, để mai. Tại vì mình ở đây sẽ 2 ngày mà.
Mọi người biết đây là quả gì không? Quả này ở trong công viên rất nhiều này. Cho mọi người đoán trong 3 giây xem biết đây là quả gì không? Đây nha, bây giờ mình sẽ bổ ra cho mọi người xem nhá. À, thấy chưa? Hạt rẻ. Ở bên trong là hạt rẻ đấy. Cây hạt rẻ ở ngay trong công viên luôn, đầy luôn này. Đấy. Quả này. Đầy quả luôn, cây bên kia cũng thế. Đấy, đầy quả luôn. Người Nga thì người ta không hay ăn hạt rẻ, mặc dù là ở trong cửa hàng vẫn bán nhưng mà người Nga rất là ít ăn hạt rẻ luôn. Và cây hạt rẻ thì mọc rất nhiều. Ôi, cây này toàn quả này. Đấy. Này. Bây giờ mình mới biết là hạt rẻ có vỏ ngoài nó sần sùi như thế này đấy. Lần đầu tiên mình biết luôn đấy. Rồi bây giờ chọc hạt rẻ ra cho bọn trẻ con nhặt. Mình lấy luôn cả cái này. À. Осторожно. Hasta luego. Вот много, да? Да, я просто играю. Нет. Voronezh là một trong những thành phố đông sinh viên nhất của nước Nga, với trung bình 130.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới khiến cho thành phố trở nên rất đa dạng. Lễ hội được tổ chức hầu như tháng nào cũng có. Các chuyến dã ngoại được tổ chức cho sinh viên thường xuyên, nên mình có một lời khuyên với các bạn muốn đi du học. Nước Nga sẽ là một lựa chọn không bao giờ làm bạn thất vọng. Trình độ giáo dục cao, đa dạng, có thể kết bạn khắp năm châu một cách dễ dàng. Hơn nữa cũng có thể phát triển một mối quan hệ mà bạn sẽ không bao giờ quên. Thu vàng nước Nga, chắc chắn đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, nhưng nó lại kéo dài không lâu. Bạn hãy tưởng tượng xem, bạn đi trên một con đường lá vàng rơi xào xạc, có thể ngửi thấy mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi lá, sẽ khiến bạn muốn giữ mãi những phút giây này ở lại. Thành phố nào ở Nga cũng có nhà thờ, ở thành phố Voronezh cũng có. Nhà thờ truyền tin Blagoveshensky Sabor được xây dựng từ năm 1998 đến năm 2009. Nhà thờ mới chứ không cổ, trước đây trên mảnh đất này cũng có nhà thờ nhưng đã bị phá hủy trong thời kỳ Liên Xô. Đây là cổng vào của nhà thờ này. Giờ chúng ta sẽ cùng vào trong xem nha. Thật tiếc quá, bảo vệ không cho quay ở trong nhà thờ. Nhưng mà trong nhà thờ đây là chắc là mới được tân trang, mới được sửa lại, nên là những bức tranh ở trong nhà thờ ấy nó còn rất là mới. Nó kể về những câu chuyện của các vị thánh hoặc những người đã phát triển truyền thống giáo
ở của nước Nga cũng như là của thành phố này. Nói chung là mình đã ngồi ở trong đấy một tiếng đồng hồ và chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn mọi thứ xung quanh thôi, cảm thấy nó rất là yên bình luôn, nó rất là tĩnh lặng. Đây là bức tượng nổi tiếng ở thành phố Voronezh, nó có tên là Kachenok Soulisulizukova. Đây là một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng của nước Nga vào được sản xuất năm 1988 ở ngay tại thành phố này. Với những người trẻ thì có thể là họ không xem, họ không biết. Đối với những người xem thì bức tượng này rất có giá trị về mặt lịch sử. Nhưng mà nói thật thì đối với mình không xem nên mình cũng không biết, và đối với mình thì nó cũng chỉ là một bức tượng bình thường. Và chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với một người bán hàng ở đây xem ông có xem không, và ông có những cái ký ức gì về bộ phim này. А мне интересно, вы знаете, как история мультфильм? Я читал, что в 1988 года, да? Поставили 2003, зимой. А это фильм сделан в Воронеже? Ну, наверное, я точно не знаю. Там у меня записано где-то. Ну, если для молодых, то, я думаю, они не смотрели, только для старых, то смотрели. Да, да. Ну, можно в интернете там набрать и посмотреть. Там есть в интернете. А как называется Котенок с улицы Лизюкова? Лизюкова. Лизюкова, хорошо. А это улица Лизюкова? Лизюкова, да, генерал Лизюкова. Интересно. Я приехал в Воронеж, чтобы смотреть. Молодец, да, здорово. Так, да. Это тебе держи от меня на удачу, сувенирчик. Это подарок? Да, чтобы денежку возьмем. Спасибо. Доллары там. Ну, удачи. Одним парням дал, они пошли на сделку. Там какая-то скрипка, что-то такое. Пришли мне 250 рублей. На, говорит, Серёг, говорит, помогли твои эти, сувениры. Сделка, говорит, получилась. Я, ну, вот удачи. Спасибо вам. Добро. Как тебя зовут? А меня зовут Тунго. Тум. Тум. Да. Тум. Не Сергей. Сергей. Ничего, удачи тебе, Тум. Да. А вы, вы в Воронеже живете? Я в деревне сюда приезжаю. В деревне живу 30 километров от Воронежа. А вы часто тут продаете? Да так, неделю, может, разочек. Ну так, пока сделаю, может, глазик плохо видит, пока сделаю, пока сделаю. Ну, раз в эту неделю выйдешь. Чуть-чуть собьешь, дети маленькие, минималка 960 рублей. Тут что-то работает немножко. Лекарства. Старость, то одно болит, то другое. С собой все лекарства. Что делать? Я всегда прихожу, хоть рубль, хоть 5 рублей ему кидаю всем. А куда? Куда вы скидали? О, Ворони, тут раз, там еще сели, и вот его тоже я на коте сел, раз, он кинул. А, трубит, да. Тут тоже есть монеты? Да. Ну, сейчас смотрю, у меня есть, ну, да. Есть или нет, чтобы. А чтобы удачи? Ну так, да, говорят. Удачи. Да, у меня есть. А так где? Тут. Тут. А где еще? А вот здесь. Вот. Опа. Ну, по 10 рублей вот какой-то. А вот.
Вот. Больше мне больше удачи. Да. Все. А если мультфильм русский, то я только смотрю на «Ну, погоди». Понятно. Да, и все. Потому что этот фильм популярный и в нашей стране тоже, а это нет. А как его зовут? Василий. Василий. Вася. Карпуша. Василий Карпуша. 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 Женщины берут красить. Красить. Уже красим. Да. Phương tiện đi lại chủ yếu trong thành phố là xe buýt nên mình cũng đã đi như một người dân địa phương. Tiết kiệm mà muốn đến đâu cũng dễ. Bức tượng chú chó Bim trắng tai đen. Đây là bức tượng nổi tiếng ở thành phố Voronezh. Chú chó Bim trắng tai đen là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của nước Nga. Bức tượng này được làm bằng thép với dáng ngồi chờ đợi chủ nhân trở về, đứng giữa sân rạp chiếu phim thành phố rộng lớn. Các bạn có thấy rằng tượng làm bằng thép nhưng một bên tai và một bên chân của nó lại màu vàng bằng chất liệu khác không? Thì đầu năm 2003 đã có những kẻ trộm đến để phá hủy bức tượng này. Họ đã cắt mất một bên tai và chân của Bim, sau đó thì phần tai, Bim và chân đã được phục hồi lại, có thể là bằng đồng nên màu sắc mới như vậy. Còn lý do tại sao những kẻ trộm lại làm như thế thì cũng không rõ nữa. Thật sự, Bim thật là tội nghiệp. Nếu mình có một con chó thì mình cũng sẽ đặt tên là Bim. Chợ trung tâm thành phố, nơi có thể nói là bán và trưng bày toàn bộ tinh túy của mảnh đất đen Voronezh. Hơn 90% đồ ở đây đều là của địa phương. Cá, thịt, rau củ quả đều được trồng trong thành phố hết, luôn luôn tươi ngon nhất và đảm bảo an toàn. Khu chợ rất rộng nằm ngay tại trung tâm của thành phố, thu hút cả khách du lịch và dân địa phương. Tuyệt đối ở trong chợ không có tình trạng chặt chém như ở ngoài. An ninh và giá cả luôn được đảm bảo. Các khu vực được sắp xếp hợp lý, không lẫn lộn. Tầng 2 là các nhà hàng nhỏ bán bánh kẹo và đồ ăn ngay. Ngoài khu vực bán hàng thì có khu vực để khách hàng nghỉ ngơi, thư giãn. Trời ơi, nhìn cái tường sô-cô-la này mà chỉ muốn lấy ngón tay thò xuống quệt một đường xong rồi cho lên mồm ăn thôi. Rất tiếc là ở trong này không có món gì để thử. Sau một ngày đi dạo dã rời thì mình đã thuê nhà nghỉ ở ngay trung tâm thành phố. Đây là cửa vào này, căn phòng rất là rộng luôn, mọi người xem nhá. Đó, có đúng một cái đi văng. Cái căn hộ này thì nhìn ra ngay ngoài đường chính luôn. Đó, ngay ngoài đường chính nhưng mà nó khá là bé. Nó có một cái đi văng kéo ra thì thành cái giường thôi, có cái tủ đựng đồ này. Cũng có bếp, chả biết có phải bếp không nhưng mà cũng có bếp với ấm đun nước này. Đó, có một cái tủ bé, thế thôi. Còn đây là nhà vệ sinh. Cũng đầy đủ. Mình thuê cái phòng này ở trung tâm thành phố Voronezh. Cách đây tầm 50m đã là chợ trung tâm thành phố rồi. Thì thuê phòng này với giá là 900 rúp. 1.000 rúp một ngày, một đêm, có nghĩa là tầm hơn 300.000 một tí một đêm. Và mình thuê trong 2 ngày. Khi mà xem ở trên mạng ấy, thấy họ chụp ảnh phòng nhìn rất là rộng, rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi đến đây mình thấy là phòng rất là bé. Nó giống như là
Một cái căn nó giống như một cái căn phòng mình đang ở thôi, nhưng mà cái căn phòng mình ở thì nó chỉ để mỗi giường thôi, còn đây là cả nhà vệ sinh, cả tủ lạnh, cả bếp các thứ luôn. Nói chung là bé nhưng mà được cái là ở gần trung tâm, và cái chỗ này họ vừa mới sửa xong nên cũng sạch đẹp, cũng được. Mình sẽ ngủ lại đây 2 hôm bởi vì là có một địa điểm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, mà khi mà mình vừa mới nhìn thấy một cái là mình đã muốn đến luôn rồi. Nên mình sẽ ngủ lại đây để sáng 6 giờ sáng ngày mai sẽ lại bắt tàu đi đến một thành phố khác ở gần thành phố Voronezh này, xem ở cái địa điểm đó xong, xong rồi sẽ lại quay lại thành phố. Bắt đầu ngày thứ 2 với hành trình đi tàu hơn 150 km từ thành phố Voronezh đến thành phố Lysky. Băng qua các cánh rừng vàng mùa thu, cảm giác rất là thoải mái, ngồi trên tàu và mơ mộng về địa điểm mới mà mình chuẩn bị đặt chân đến. Thật sự là đi rất vất vả, nhưng chả sao cả, quan trọng mình đã làm được những điều mà mình muốn. Lysky là một thành phố không lớn, đây chỉ là điểm dừng chân để mình đến với nơi mình muốn. Xe bus sẽ khởi hành sau 1 tiếng nữa nên có thêm thời gian để đi dạo quanh thành phố này. Điều mình thích nhất khi mà đi du lịch ở Nga đó là khi không phải ở thủ đô Moscow thôi. Chỉ không phải ở Moscow thôi thì tất cả thành phố nào người ta cũng rất là đều hiếu khách, và người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam mình, đúng thật là như thế. Khi mình vừa mới đến thành phố Voronezh hoặc là Lysky này, khi vừa mới xuống ấy, mình không biết đường, người ta rất là tận tình, có khi người ta còn đưa mình đến tận nơi mà mình muốn tìm luôn ấy. Như kiểu ở đây này, khi mình vừa mới đến thành phố Lysky này, mình không biết là đi đến cái chỗ địa điểm Divnogori ở chỗ nào, mình hỏi Kasa. Kasa có nghĩa là người bán vé, thì người ta chỉ ra một cái nơi khác. Người ta nói là nếu mà bạn muốn đi đến chỗ đó thì tốt nhất là bạn hãy đi xe bus đi, vì nếu mà đi bằng tàu thì sẽ rất lâu. Và ra chỗ xe bus mình cũng chưa biết là ở chỗ nào, thì gặp một người trung niên, mình hỏi là làm thế nào để đi đến Divnogori. Họ nói là phải đi autobus này, phải đi xe này, giá bằng này tiền, xong rồi mua vé ở đâu. Thế là bảo là thế bây giờ tôi nên mua vé ở đâu, thì họ như kiểu là dắt tay mình, xong rồi đến tận nơi người ta mua vé, mình chỉ cần đặt thẻ chuyển tiền là xong. Khi mà người ta hỏi là bạn đến từ nước nào, mình nói mình đến từ Việt Nam, người ta toàn ồ đến từ Việt Nam mà. Ôi, nói chung là đi du lịch ở Nga rất là thích, rất là ấn tượng với con người ở đây. Chứ nhiều người khi mà chỉ ở Moscow thôi mà mọi người chưa đi chỗ khác thì mọi người không nên đánh đồng là ôi người Nga lạnh nhạt, xong rồi cuộc sống ở Nga thế này thế nọ. Mọi người phải đi đi, tại vì ở Moscow nó như là ở một nơi hoàn toàn khác lạ so với nước Nga, hoàn toàn như thế. Từ Lysky đi thêm 50 km đến Divnogori, một quãng đường dài trên xe chuồng gà mà lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này. Vẫn chưa hết, cần đi bộ thêm 4 km nữa vì xe bus không vào được đến tận nơi. Mình đang ở một nơi mà thực sự là không có một bóng người nào ở bên cạnh luôn, xung quanh luôn. Đi đường thì cũng không sợ đói, tại vì có những cái cây này quả có thể ăn được này. Cây này là cây gì mình quên mất rồi, nhưng mà ở trong cửa hàng nó bán rất là nhiều quả này. Quả này ăn khá là ngon luôn. Ngon. Những cây ăn quả nó mọc ở đầy đường luôn, nên là đi ở ngoài đường không sợ bị đói. Đường không có một tí xe nào luôn. Cây gì đó đỏ đây, không biết quả này có ăn được không nhỉ.
mình cũng thấy ở trong cửa hàng có quả đỏ đỏ này, nhưng mà không chắc là có phải quả đấy không. Cây, cây này nữa này. Chỉ biết quả này thôi, nên là chỉ ăn quả này thôi. Lại gặp một cây nữa này. Rồi, ở bên cạnh đường đầy quả luôn. Wow, quả này trong cửa hàng người ta bán gần hình như là 150-200 rúp một cân ấy, tầm 70-80 nghìn một cân ấy. Đây. Một con chó dẫn đường này, đi đến đâu nó đi đến đấy, nó đi trước mình luôn. Cây Việt quất mọc như cỏ ở bên đường ấy mà không ai hái. Và cuối cùng chúng ta đã đến hệ thống nhà thờ tu viện trong núi Đá Vôi. Đây là điểm rất đẹp mà không nhiều khách du lịch nước ngoài biết đến. Từ giữa thế kỷ 18, nơi đây đã có những vị khách đến hành hương và xem những ngôi đền bên trong các hang động bí ẩn ở đây. Tổng cộng có 6 hang động trong quần thể này, tất cả đều nằm ở bên trong núi Đá Vôi. Hang nhỏ nhất có chiều dài 27m và hang lớn nhất có chiều dài lên đến 351m. Các thầy tu sống ở đây, ở thế kỷ 18 thì đây là nơi tổ chức rất nhiều các lễ hội trọng đại của chính thống giáo. Ở nơi này các nhà khảo cổ còn tìm thấy hóa thạch và dấu vết khai thác đá vôi của loài người cách đây 12 đến 14.000 năm. Người ta nói rằng mỗi bước chân của bạn ở đây đều mang rất nhiều các ý nghĩa, có thể có cả một lịch sử chưa được biết đến ở ngay dưới chân bạn. Nhà thờ này là được làm trong núi Đá Vôi này. Nhìn mọi người khắc chữ rất là nhiều. Đi đây 1965 này. Wow. Thật sự đây là những tác phẩm rất là đẹp. Lần đầu tiên mình nhìn thấy có một cái nhà thờ, một đền thờ mà ở trong núi Đá Vôi. Thực sự là rất đẹp. Mình cảm thấy như khi mà được đến đây cảm thấy rất là vui, hào hứng bỏ qua bao nhiêu công sức để đến đây. Wow, Đá Vôi đấy. Thank you.
Mọi người đã từng nghe đến sông Đông chưa? Chắc chắn là mọi người đã nghe đến sông Đông, hoặc là ít nhất mọi người cũng đã nghe đến tác phẩm là Sông Đông Êm Đềm, một tác phẩm rất nổi tiếng của Nga. Thì ở ngay đằng sau mình đây đó chính là sông Đông. Sông Đông bắt nguồn từ thành phố Tula và kéo dài gần 1.600 km và đổ vào biển Azov. Có rất nhiều thành phố là phát triển bên cạnh bờ sông Đông. Ở thị trấn này cũng thế. Ở thị trấn này cũng thế, hay là ở rất nhiều cái tỉnh khác, như cái tỉnh vừa nãy mình đã đi qua là cái gì nhỉ? Cái tỉnh mình đi qua là cái gì? Kiski hay Siski ấy nhỉ? Siski là ngực, quên. Hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy sông Đông. Sông Đông êm đềm. Các bạn có thấy đẹp, có thấy hùng vĩ không? Phép màu của tự nhiên là đây chứ đâu. Hẻm núi này được hình thành do sự xói mòn lâu ngày của dãy núi đá vôi. Từ trên đỉnh núi có sự chênh lệch lên đến 130m so với mặt sông Đông. Sâu dưới 80cm, bề mặt núi là một lớp đá vôi nguyên chất. Hiện tại toàn bộ khu này đã trở thành khu bảo tồn nên không còn được khai thác đá vôi nữa. Đói quá. Wow, chín non luôn. Trời ơi, ngon, ngọt vãi. Táo rụng đầy đường này, để ngay ngoài đường cái luôn. Ý da, wow. Táo sạch, táo tươi, không có thuốc. Những cái đồ tự nhiên này lúc nào cũng ngon, quá ngon luôn. Ngon quá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến du lịch mới của mình nha. Bye bye.